Vâng, xin chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Sửa Vốn Gia Khốc. Và trong video clip ngày hôm nay, Nhà Viện rất được vinh dự đang đi bàn giao một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia hàng chân 12 vách kính bướm, gỗ hương đá hàng dày dặn. Thì bộ sản phẩm này với cơ sở nhà em làm theo hàng đặt là của cô Quyên. Thì cô Quyên đã đến trực tiếp cơ sở nhà em tham khảo rất là nhiều sản phẩm và cũng như là ưng và tin tưởng chốt một bộ Hoàng Gia chân 12 gỗ hương đá hàng dày dặn. Thì hôm nay với cơ sở nhà em đang có mặt ở nhà cô Quyên và cũng như là lắp ráp và bàn giao xong cho nhà cô Quyên đây một bộ. Màn chi trên mình có xem gồm 7 món các bác nhá. Thêm một chiếc đôn thấp, cô Quyên lấy thêm chiếc đôn thấp. Và bộ sản phẩm này hiện tại thì em đang làm là đây là cây chữ U cho nhà, diện tích hợp với phòng khách của nhà cô. Và đầu tiên là chiếc đoạn dài thì em đang làm kích thước dài lên tới là 2m51, sâu là 70 và cao là 1m33 phân. Toàn bộ là kích thước cả củ bi. Toàn bộ thì trương ở đây em đang làm là trương liền, dày 8 phân đục tỉa hai mặt các bác nhá. Bộ sản phẩm này em có làm theo lối là đúng lối tân cổ điển, đục hoa hồng và vương liệm đây. Rất đẹp và hoàn thiện qua 7 lớp BOM, được làm là chất liệu gỗ hương đá đỏ lam phi 100%. Vách ở đây làm là vách cánh bướm và làm dày là 2 phân, hàng trộn vân toàn bộ, anh em mình giúp em. Gỗ hương đá thì mọi người biết rồi, dùng càng lâu thì giá trị sẽ càng cao. Còn hương đá, ưu điểm của nó vân veo đẹp, gỗ đèo mò và tôm cũng rất là mịn, anh em mình ạ. Đây, sờ hoàn thiện nét căng. Tê thì bộ sản phẩm này em có làm là tê đặc nguyên khối. Và tê là tê làm cái kiểu dáng tê thiên thần, sát cột nhé, không chấp nhé các bạn nhé. Và bộ sản phẩm này thì cô Quyên có đặt thêm là một bộ đấy, gồm là một cái đoạn dài này này, đệm này dày 5 phân đấy, và hai chiếc ghế. Toàn bộ là cái ván dày 2, khung tranh dày 4, cổ chỉ 2 tầng, chân là chân 12, đục theo lối là tân cổ điển, yếm cũng đục hoa tây. Tất cả là làm chất liệu hương đá. Và một cái đoạn dài như này thì các bác có thể ngồi tầm 4 đến 5 người lớn ngồi vô cùng thoải mái cho mình luôn ạ. Hai bên là sẽ có hai chiếc ghế đơn là kê hình chữ U. Thì ghế đơn này em đang làm kích thước là sâu là 70 cả củ bì nhé, và ngang là 1m07, cao 1m32 phân. Toàn bộ là bản trương và trương liền khối, dày 8 phân đục hai mặt. Rồi không gian diện tích của nhà cô kê thì nó không được rộng lắm nên là mặt son sẽ không gì view được. Và em đã quay rất nhiều trên những video rồi. Vách này dày là 2 phân này, hàng trộn vân, đẹp thôi rồi các bạn. Tê đặc nguyên khối. Toàn bộ là ván dày 2, khung tranh dày 4, yếm dày là 3 phân, cổ chỉ 2 tầng. Đấy, anh chị em mình giúp em sẽ ngồi thử các chiếc ghế đơn này. Một chiếc ghế đơn mà chân 12 như này. Và các bác ạ, nhà cô Quyên ở trong phố mọi người nhá. Đấy, nên là cái diện tích phòng khách khá là bé. Đây, ngồi một cái ghế đơn ngồi rất là thoải mái luôn chị em mình ạ. Còn ghế đơn còn lại đây, toàn bộ là kích thước thì y hệt nhau. Toàn bộ thì nhà em đang làm là liền từ trên dưới, chất liệu vuông đá. Mẫu này thì đợt vừa rồi thì nhà em cũng đang bán rất là chạy này, vào dòng chân 12. Bởi vì cái giá thành đầu năm nó rất là hợp lý chị em mình ạ. Nhà em đang làm với kích thước là rộng 75 và dài là 1m45 phân. Khi mua sản phẩm này nhà em còn tặng kèm theo cho nhà cô Quyên là một bộ combo khay trà, được làm chất liệu gỗ hương đỏ Lào xịn, gồm 5 món: một khay trà, một đồ đựng giấy, một đồ đựng tăm, một đồ đựng chè và một cái gạt tàn. Đây, và một đây không thể thiếu là một cái khay trà ở dưới đây để ấm chè bên trên, rất là tiện lợi. Và tặng kèm theo đó là một kính bàn, kính đôn dày 9 ly. Bàn thì bên em có đục là họa tiết là hoa lá tây và chống đồng, rất đẹp cái này nhá. Khung hương đây gọi là đục khung hương chuẩn hơn các bạn. Hàng khung 4 ván 2. Bàn sẽ có hai chiếc ngăn kéo để mọi người kéo ra vào đồ. Cổ chỉ là cổ chỉ 2 tầng. Các bác nhìn xem chim ngưỡng giúp em. Hàng ván sẽ nguyên một tấm hết. Ở bên trong này thì sẽ có một chiếc đôn kiểu góc này. Đôn kiểu góc này thì nhà cô Quyên yêu cầu để đây để nọ hoa bên trên. Đấy, thì đôn này em đang làm là rộng 40, dài là 50 phân. Và bộ là hàng khung 4, ván 2. Đấy, đôn kiểu bàn này cũng sẽ có chiếc ngăn kéo này. Các bác, cổ chỉ 2 tầng, chân yếm được hoa tây. Và bộ sản phẩm này thì của cô đặt là thêm một chiếc đôn thấp. Thì đây là có hai chiếc đôn thấp nhá. Kích thước là rộng 40, dài 40. Toàn bộ là ván dày 2 hết và khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 2 tầng và chân yếm lục hoa tây. Đấy, thì vừa xong thì em Viện đã giới thiệu xong cho mọi người một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia hàng chân 12 vách kính bướm gỗ hương đá. Thì địa chỉ của nhà cô Quyên thì là số 20 ngách 77 đường Cầu Loi, cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, mọi người có thời gian có địa chỉ thì có thể là sắp xếp đến trực tiếp nhà cô Quyên tham khảo sản phẩm của nhà em, hoặc là có thể đến trực tiếp nhà em để xem là cơ sở 1 nằm ở cạnh cái sân cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Bây giờ đến sửa nhà em thì sẽ có khu vực hoàn thiện mộc này, khu vực hoàn thiện sản phẩm này, khu vực trưng bày sản phẩm để mọi người qua xem, mắt thấy tai nghe nhìn thực tế các bác nhé. Và khi mua hàng bên nhà em thì bên em sẽ bảo hành lên đến 15. Mọi người xem video của em thì hãy ủng hộ cho em một nút like, chia sẻ lên kênh của em. Giờ xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video clip bên cơ sở nhà em các bác nhé. Xin chào mọi người.